Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 4 tháng 4 năm 2023, giá gạo duy trì ổn định. Giá gạo hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục xu hướng đi ngang. Thị trường lúa gạo sôi động hơn. Theo các thương lái, hôm nay gạo nguyên liệu về nhiều, nhu cầu mua ở các kho chậm. Gạo xô OM18, đài thơm 8 giảm lại. Riêng lúa và gạo Japonica giao dịch sôi động, hút hàng, giá tăng. Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam đi ngang sau phiên điều chỉnh tăng mạnh. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, mặc dù thị trường xuất khẩu gạo đã nhộn nhịp trong tháng 3, nhưng giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vào cuối tháng 3 chỉ tăng được từ 20 đến 25 đô trên tấn so với thời điểm cuối tháng 2. Hiện gạo Việt Nam đang đứng ở mức 468 đô trên tấn với loại 5% tấm và 448 đô trên tấn loại 25% tấm. Giá gạo của Việt Nam tuy cao hơn gạo Ấn Độ nhưng vẫn còn thấp hơn gạo Thái Lan từ 8 cho tới 22 đô trên tấn. Theo nhận định của VFA, hiện nay nhu cầu nhập khẩu gạo tại các quốc gia châu Phi tăng, dự báo thị trường Trung Quốc cũng sẽ bắt đầu tăng nhập khẩu dự trữ. Trong khi đó, nguồn cung gạo từ Ấn Độ, Pakistan tiếp tục hạn chế, giá gạo Thái Lan tăng do đồng bạc tăng giá trở lại. Giá gạo tham khảo hôm nay tại khu vực Sa Đéc, 504 gạo lứt 9.001 đến 9.002, gạo trắng 10.001 đến 10.002, 380 gạo lứt 9.002 đến 9.003, gạo trắng là 10.003. 5451 gạo lứt 9.400 đến 9.500, gạo trắng là 11.000 đến 11.200. OM18 đài thơm 8 gạo lứt 9.500 đến 9.700, gạo trắng 11.600 đến 11.700. Sóc Miên gạo lứt 9.700 đến 9.800, gạo trắng là 10.700 đến 10.800. Tại khu vực Cái Bè, 504 gạo lứt 9.200 đến 9.350 đồng, gạo trắng 10.400 đến 10.600. 5451 gạo lứt 9.700 đến 9.900, gạo trắng 11.300 đến 11.600. OM18 đài thơm 8 gạo lứt 9.800 đến 10.000, gạo trắng là 11.800 đến 12.000. Sóc gạo lứt 9.800 đến 10.000, trắng là 11 đến 11.400. Tại khu vực Lấp Vò, gạo lứt các loại 504 9.001 đến 9.003, 5451 9.400 đến 9.600, đài thơm 8 OM18 là 9.700 đến 9.750 đồng. Gạo sóc 9.700 đến 9.800. Tại khu vực Cần Thơ, gạo lứt các loại 504 9.001 đến 9.003, 5451 9.500 đến 9.700, đài thơm 8 OM18 9.600 đến 9.700. Giá phụ phẩm: cám khô 7.700 đến 8.000, tấm 9.000 đến 9.001, trấu 1.200 đến 1.500. Giá kênh cập nhật cho bà con sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo ẩm độ chất lượng của gạo nữa nha. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video cũng như có thể bình luận để trao đổi thêm. Xin kính chào.